Chào, em tên là Sơn, cũng ở ở đây, tên ở bên phía này. Hiện nay của em thì nằm trên đường 64 với Houston Lê Việt. Thì khi em được giới thiệu cơ hội này á, thì em excited lắm, em cũng đem vô em làm, nhưng mà em cũng nhát lắm. Em đem vô em cũng sợ tùm lum đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà sau khi mà những cái anh chị đi học từ những lớp của anh Tony, những người anh chị chỉ cho mình những cái kinh doanh á, thì mình mạnh dạn, mình dẹp hết mấy cái cũ đi, đem một cái này 100% vô. Tại vì mình tin tưởng những người đã kinh doanh lâu năm rồi, họ chỉ là như mình những cái bí quyết này rồi, thì không có gì mình phải sợ cả. Thì Sơn mạnh dạn Sơn làm, thì làm một năm rưỡi nay thì nói chung là tuyệt vời nhất là mình cái sợ lo lắng của Sơn nhất là sợ mất khách khi mình lên giá. Cái đó là cái tâm lý chung của những người chủ. Nhưng mà dòng dòng Sơn thì có 5-6 tiệm, thì một năm rưỡi nay Sơn có thể flood được cho nhiều người bạn của mình và cho gia đình của mình thấy là mặc dù Sơn làm giá cao của cái income này tăng lên cao vậy, nhưng mà không mất khách mà lại còn thêm khách nữa, đâu mất khách. Tại vì mình những cái dịch vụ mình trao cho họ là dịch vụ tuyệt vời, những sản phẩm rất là tuyệt vời. Họ đi làm vào ngày xưa thì có thể là họ chỉ vô là làm basic 28 đồng, thì nếu Sơn là lúc mở ra là basic là 28 đồng, 28.08 đồng, và họ đi vô basic. Bây giờ họ vô chính bản thân là khỏi giới thiệu luôn, tại một năm rưỡi rồi đã quen hết trơn rồi, bây giờ vô là 35, chứ kiểu họ chọn cái 35 hoặc là 45 luôn, ok, 35 hoặc 45, 35, 45, họ chọn cái đó rất là nhiều. Mà bây giờ thì mình có đi học tiếp tục nữa, đi học giữa những người khách nào mà vô mà cứ 30 thì mình cũng có cách mình nói cho thành 35 hết, thì rất là tuyệt vời. Income của mình thì khỏi nói rồi, thì Sơn thấy là so với năm nay income của Sơn sang gần như là muốn double những cái năm trước rồi. Dịch vụ Calicare bây giờ Sơn rất là thích, cũng cộng thêm giống như anh chị em đây làm vô cái facial. Nói facial Sơn vui lắm, mặc dù Sơn trai nhưng mà Sơn cũng rất thích facial. Sơn cũng học mấy anh chị dạy, chị Thủy là tuyệt vời về facial rồi, thì học có từ chị Thủy, học từ của mấy anh chị. Thì như thứ bảy giờ rồi thôi, thì Sơn đang ở nhà, Sơn cũng muốn lên tiệm thì thả nó gọi nó mày có facial appointment. Ai mà facial appointment với mình như thế vậy. Sơn chạy lên thì bà Mỹ nó ngồi bà chờ mình nãy giờ 15 mấy chục phút rồi. Sơn làm 30 mấy 40 phút. Facial 80 đồng cái facial đó. Bà mua thêm một cái sản phẩm về cái perm của mình nữa, 100 mấy chục đồng. Cái receipt Sơn bỏ đó Sơn làm có 40 mấy phút mà là 201 mới cho 20 đồng tiền tiếp nữa. Còn cái receipt Sơn giữ đây. Sơn rất là vui, như nó mình chỉ làm mình phục vụ người ta dịch vụ một chút xíu vậy thôi, mấy tôi nói tôi làm ngày như này đủ rồi, không cần làm nữa. Thì anh chị cái mạnh dạng thật ra tuyệt vời lắm anh chị đó, lý do Sơn cảm ơn cái cơ hội này rất là nhiều. Cảm ơn anh Tony. Rồi, thank you.